Đại học Quốc gia là mô hình tổ chức giáo dục hiện đại được hình thành từ chủ trương đúng đắn, có tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong tiến trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Mô hình ấy phải đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí chính yếu là tập trung đầu tư trọng điểm cho giáo dục và nghiên cứu khoa học, tạo ra trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, khắc phục tình trạng phân tán, thiếu liên thông, mỗi ngành một trường đại học như trước đây. Đi tiên phong quản lý theo phương pháp tiên tiến hiện đại, làm nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Cùng với thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với vị thế và sự năng động sáng tạo của mình đã được chính phủ chọn làm nơi triển khai mô hình Đại học Quốc gia Việt Nam. Sự ra đời của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hướng tới một mô hình đại học tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Năm 1995, sau gần một năm kiên trì, tích cực làm việc, đặc biệt là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, sự giúp đỡ hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sông Bé, Ban chủ bị đã hoàn thành việc xây dựng đề án thành lập Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua. Ngày 27 tháng 1 năm 1995, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Nghị định số 16 CP của Chính phủ do Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký ban hành. Cần có một cái số trường coi như là mũi nhọn để đưa cái nền giáo dục đào tạo chúng ta lên. Từ cái điều kiện khó khăn của mình, từ cái đòi hỏi của sự phát triển, thì lúc bây giờ đó Chính phủ quyết định là nên thành lập hai cái trường Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Vì đất mình có hai cái, nước mình dài có hai cái trung tâm lớn, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái nền đại học thì những cái đại học lớn như là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ấy, là trở thành những cái con tàu hiện đại tương đối là lớn và có khả năng đi ra biển lớn và có khả năng là sánh vai được với những cái tàu hiện đại của những nước khác. Ngày 6 tháng 2 năm 1996, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt với vị giám đốc đầu tiên là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Chí Đáo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là một hệ thống đại học 10 thành viên, gồm 9 trường đại học ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và trường đại học Đại Cương vừa mới mở. Đây là thời điểm vừa vận hành bước đầu, vừa tìm tòi ra mô hình hoạt động phù hợp nhất cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn này có những bước thăng trầm nhưng tác động tích cực tới diện mạo của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sau này. Đến cuối năm 2000, quá trình thử nghiệm và tìm tòi cơ bản đã hoàn thành, mô hình được xác lập, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh bước vào thời kỳ ổn định, tạo cơ sở để phát triển. Năm 2001, sau khi được tổ chức lại, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 đơn vị thành viên: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Môi trường và Tài nguyên, Khoa Kinh tế. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phát, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo làm giám đốc. Trong giai đoạn này, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo và hiệu quả quyền tự chủ được quy định ở quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 2 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế tổ chức hoạt động của Đại học Quốc gia để hoạch định chiến lược trung hạn 2001-2005. Chiến lược trung hạn đã đem lại những thành quả rất căn cơ, đồng đều trên các mặt, làm thay đổi diện mạo Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cũng như từng đơn vị thành viên. Dựa trên những tiền đề và điều kiện có được sau hơn một thập niên tìm tòi, thử nghiệm và gắng sức xây dựng, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh bước vào năm 2007, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2007-2012 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình làm giám đốc. Với thế và lực mới, tập trung phấn đấu cho mục tiêu hết sức quan trọng là phát triển để khẳng định mô hình và vị thế của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục đại học trong nước và cộng đồng giáo dục đại học quốc tế. Đây là trọng trách, vinh dự và cũng là thách thức có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển
của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ giáo dục Việt Nam đương đại, thể hiện ở khẩu hiệu chuẩn hóa và hội nhập, đạt đến sức mạnh hệ thống. Ngày 26 tháng 4 năm 2007, trong chuyến thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá những kết quả bước đầu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt được là rất quan trọng. Nó đi đúng hướng và khẳng định ưu thế của mô hình một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Ý kiến đánh giá ngắn gọn ấy đã nói lên tất cả những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như khẳng định được những điểm nhấn chủ đạo trong hoạt động của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn đầu tiên được thể hiện ở mô hình. Đó là một tổ chức giáo dục đại học có quyền tự chủ và chịu trách nhiệm cao trước xã hội, gồm hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu, tạo khả năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chất lượng cao. Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo cung cách quản lý hiện đại. Hội đồng có vai trò hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển và những định hướng lớn trong hoạt động của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, trong những điểm nhấn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chính là công cuộc triển khai phát triển đội ngũ. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có đề án xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức từng giai đoạn 2002-2007, giai đoạn 2007-2012, đã soạn thảo và ban hành một số quy chế quy định để tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi để triển khai đề án, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Trên cơ sở đó, các trường đại học thành viên đều đã có đề án xây dựng đội ngũ cũng như quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức. Điểm nhấn về công tác đào tạo chính là một yếu tố làm nên uy tín chất lượng giáo dục của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nổi bật trong điểm nhấn này là đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Học chế tín chỉ có nhiều ưu điểm so với học chế niên chế và tích lũy học phần, tạo sự chủ động cao của sinh viên trong quá trình đào tạo, tăng cường tự học, tự nghiên cứu, các kỹ năng mềm như kỹ năng trình bày, làm việc nhóm của người học, tăng cường sự liên thông, chuyển đổi kết quả học tập giữa các bậc học, hình thức đào tạo, cơ sở đào tạo. Nhận thức rõ điều đó, sau khi tham quan học hỏi các trường đại học nước ngoài có uy tín và kinh nghiệm về đào tạo theo tín chỉ, trường Đại học Bách Khoa từ năm 1993 và trường Đại học Khoa học Tự nhiên từ năm 1994 đã áp dụng học chế tín chỉ vào các chương trình đào tạo của mình, trở thành hai trường áp dụng học chế tiên tiến sớm nhất trong cả nước. Việc bước ra tầm khu vực và thế giới đòi hỏi công tác kiểm định chất lượng được tiến hành nghiêm túc và chuyên nghiệp. Là một trung tâm đại học lớn của cả nước, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn xem chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu và là lý do tồn tại của mình. Chỉ 4 năm sau khi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hình thành, một đơn vị chuyên trách với chức năng tham mưu cho lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề liên quan đến chất lượng đã được thành lập. Đó là Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo. Có thể khẳng định, việc thiết lập cơ cấu tổ chức nhân sự về đảm bảo chất lượng tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và việc thành lập Hội đồng Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 năm 2007 chính là điều kiện cơ bản để triển khai thành công kế hoạch đảm bảo chất lượng tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Từ năm 2006 đến 2008, các nhà khoa học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh